Alo, chào toàn thể anh em nhé. Shop em Lộc, chào anh em. Đấy, hôm nay là có ít khuôn về. Khuôn một mặt, khuôn hai mặt. Khuôn 5.5, 5.52, 6.35. Là đầy đủ các mẫu cho anh em chơi. Đây là một khuôn 8 lỗ, một mặt, 5.52. Đấy, đây là viên sản phẩm em vừa đóng ra xong. Đấy, anh em nhìn đây, trong viên một tí đây, hết luôn. Đấy, được chưa? Không vấn đề gì cả chứ. Rất đẹp luôn. Cuôi. Để trên ví, để trên bàn nữa. Đấy, đây là một khuôn nhé. Gửi đấy, đây số điện thoại anh em này, 0963 79 336 này. Khuôn 8 lỗ này, khuôn kẹo 5.52 này, em nhìn nhá, đẹp long lanh luôn, bóng lừ bóng lộn luôn, không phải nghĩ cái gì cả. Đây là khuôn một mặt nhá, em báo giá luôn một khuôn này là 3,5 triệu, hiểu chưa? Đấy, khuôn này không phải nghĩ gì, em đang thoại này, đầu nó rất chi là bóng, rất chi tròn luôn này, Em sẽ đổi sang cái tay này để em bóp, bởi vì cái tay trái của em nó hơi yếu. Gãy nó có 2 lần thôi cho nên nó hơi yếu. Đấy, yeah, váy này, váy 2 tầng rất đẹp luôn nhé. Chì thì nói chung là chất chì đây. Mua một khuôn thì sẽ được tặng một cân chì viên này nhé, đây. Chì viên được tặng một cân luôn. Đấy. Đấy, cái này đóng nếu mà không hết chốt thì nó sẽ bị dày. Dày như này bóp khó méo lắm nhá. Anh em đừng có bảo là mẹ cái dày này bắt phải bóp méo như mỏng này thì không không được đâu nhá. Đẹp cực luôn này, viên kẹo này. Không phải nghĩ gì cả chứ. Đây là khuôn hai mặt em cũng vừa đóng xong này. Em mở ra cho anh em xem này. Đấy, anh em bây giờ em sẽ lại đóng lại một lượt nữa cho anh em xem nhé. Anh em nhìn viên kẹo đây, lấy ra đây rất chi là đẹp rồi. Em mang xuống em đóng lại cho anh em xem một phát nữa. Ui, nhắc đây. Dựng cái này đi. Anh em đun chì đây thì anh em thấy biết là nếu mà về cái bản chất cái chì thì nó lên cái bã này, anh em sẽ hớt nó ra, thấy chưa? Đấy, còn lại cái chì dưới này, cái chì sạch này, đấy. Tất cả đây phải hớt ra này, bỏ nó hết kìa, thấy chưa? Không làm được. Đóng hết xuồng, đóng kịch bằng nhau ấy, cả cái đầu tiên ấy. Anh em mua cái đầu tư đây, cái tô làm rất nhanh luôn. Đóng lại cái viên đầu tiên này. Bây giờ sẽ cho anh em xem kết quả. Vừa làm xong này. Em nhìn nha, cái ma vía thì hai mảnh ghép vào với nhau thì không thể tránh, nhưng mà thật sự mấy các bác này, nhìn các bác nhìn cái ma vía ở nó này, không gần như là không có, em chỉ cần xoa thì cái nó hết luôn này. Em ma vía ở nó này không còn luôn nhé, bởi vì là hai cái mảnh ghép vào với nhau ấy thì mình rất khó có thể tránh được cái đấy, nhưng mà cái này ấy thì thật sự là nó điết luôn. Em có thể nhìn này, xoa đi cái là hết luôn này. Váy nó rất mỏng luôn, nó rời ra luôn á, kiểu như là nó chạm vào một tí thôi ấy.
Đấy anh em, mà là vạn ốc thì là gần thì không có vía luôn. Vạn ốc mà làm ấy, đây, hết rồi, sạch rồi. Yeah. Sạch rồi này. Đấy. Váy thì đẹp không phải chê đâu được rồi. Đấy. Không phải nghĩ gì rồi. Đấy, đấy. Về chất chỉ đấy, chỉ lấu nhá các bác, lo chỉ lấu là không mềm đây. Là do các bác đóng váy, các bác đóng váy sâu nha thì lấy gì mà không mềm được chưa? Đấy, cái vía này xử lý này. Nhẹ nhàng này. Hết này. Hết rồi còn đâu. Yeah. Quên đấy, giờ tại em nhìn ở viên kẹo không nhìn điện thoại. Đấy. Váy thì rất tròn, rất đều luôn. Em nhìn đấy, váy rất tròn, rất đều luôn chưa? Váy 2 tầng. Rất tròn, rất đều luôn. Đấy, đầu viên kẹo, thân viên kẹo rất bóng. Rất đẹp. Yeah. Khuôn lại rất rẻ. Đấy, anh em về làm nhé. Làm. Sau đó để lại cho anh em bên cạnh nhé. Mình có cái khuôn rồi mình làm. Đấy. Chỉ thì đấy, chỉ lấu ấy, các bác có nhìn thấy vừa là em đi xuống tận nơi em lấu, em đổ vào cho các bác xem nhé, không phải là không, lại bảo là em lấy chỉ đây thì vẫn là cái chỉ này thôi, cái chỉ vừa đun xong nó sẽ màu sáng như này, đây nó sáng như màu viên kẹo này, nhá. Yeah. Nhưng để một hai hôm nó lên màu nó khác, chuyển màu luôn, mọi người. Đấy, có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại đây cho em hoặc là gọi nhắn tin Zalo cho em nhá, nhắn tin Zalo để xem hàng nữa. Đấy đây viên kẹo này. Đẹp long lanh như này mà. Váy rất đều, rất đẹp luôn. Anh em chơi rất chi là ok. Vừa chơi chủ động được nguồn hàng để chơi. Tết đến nơi thì mặt an toàn. Anh em không phải đi mua mấy cái này, có khi công an vẫn bị bắt. Đấy. Nhưng mà anh em chủ động được cái này thì anh em không phải đi tìm mua nữa. Đấy. Muốn váy dày thì đóng váy dày, muốn váy mỏng thì đóng váy mỏng. Là tùy anh em. Đấy, hai cái váy nhìn khác nhau, một cái váy dày, một cái váy mỏng này, đặt cạnh nhau này. Yeah. Tùy anh em, tùy sở thích. Đấy, váy dày thì nó sẽ cạn hơn một tí, váy mỏng thì nó sẽ sâu hơn một chút. Đấy, hai viên kẹo này. Đấy, khuôn thì ok rồi. Đấy, đây vía này nhìn này, xòa cái hết luôn này, nó mỏng như tờ giấy luôn đấy. Viên kẹo lại sạch bóng luôn này. Yeah. Ok nha. Yeah. Rồi, chào toàn thể anh em nhé. Anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em 0963 79 336 nhé. Có hàng cho anh em ấy nhé. Chào anh em.